lại xảy ra thêm một tai nạn đáng tiếc liên quan tới việc sử dụng điện thoại di động trong lúc đang sạc pin. Một nữ sinh vừa học xong lớp 8 tại bang Texas của Mỹ đã bị điện giật tử vong vì dùng điện thoại khi đang sạc ở trong nhà tắm. Và ngay sau vụ việc thì gia đình của nạn nhân đã bày tỏ mong muốn báo chí hãy đưa tin về trường hợp của con mình để cảnh báo về thói quen mà nhiều người đang mắc phải này. Theo đó, thì em Madison Cole, 14 tuổi, đã tử vong do bị điện giật trong phòng tắm. Mẹ và bà của Madison Cole cho biết lúc đó có thể em đang cắm điện thoại vào ổ sạc và cầm điện thoại đang sạc pin để dùng. Và bà ngoại của nạn nhân cho hay là bàn tay cầm điện thoại của Cole đã bị cháy xém. Madison vừa học xong lớp 8 và đang chuẩn bị học tiếp trung học tại Houston trong lúc gia đình đang trong quá trình chuyển tới đây để sinh sống. Mẹ của nạn nhân đã đăng ảnh con gái ở trên Facebook với mong muốn nâng cao nhận thức của mọi người trước những nguy cơ từ việc sử dụng điện thoại trong nhà tắm khi đang sạc.